Hello các anh, lại thêm một mẫu đồng hồ nam nữa của hãng Citizen về từ shop. Chiếc này máy pin năng lượng ánh sáng Eco Drive, lịch ngày gấp 3 giờ, dây thép không gỉ màu trắng, mặt đồng hồ màu xanh mọi người, xanh tím này. Cặp số khá là dễ nhìn và mỏng mỏng 10 mm. Các anh chị cần thêm thông tin gì thì cứ nhắn tin cho Spencer hàng Mỹ nha.